trải nghiệm thực tế của công ty chúng tôi một sản phẩm xe tải đang được rất nhiều quý khách hàng quan tâm và ủng hộ hiện nay. Vâng, đó là chiếc Tera 100 đang ở bên cạnh tôi đây. Về phần ngoại hình bên ngoài thì khi chúng ta nhìn vào sản phẩm Tera 100 này thì có thể nhận ra được đó là một chiếc xe tải mà trông giống nó một chiếc xe du lịch, một chiếc xe sedan của gia đình hơn là một chiếc xe tải. Vâng, điểm nhấn đầu tiên của phần ngoại thất chiếc Tera 100 này đó là phần đèn trước với hai cụm đèn pha bi halogen có gương cầu rất là đẹp, và với việc sử dụng đèn pha bi halogen này thì cường độ chiếu sáng của nó sẽ tăng khoảng 30-40% so với đèn thông thường. Các bạn có thể thấy đây là được bố trí rất là đẹp với cụm đèn pha bi halogen kết hợp với nó là mặt ca lăng được mạ chrome ở chính giữa phần đầu xe rất tỉ mỉ và sang trọng, kết hợp với biểu tượng Dehan Moto tạo nên một cái vẻ ngoại thất rất là thanh thoát và có cảm tình đầu tiên với rất nhiều khách hàng khi lần đầu tiên nhìn được sản phẩm Tera 100 này. Ngoài ra thì ở phía dưới cũng được bố trí hai đèn sương mù rất là đẹp và được bố trí rất hợp lý. Chính điều này khiến chúng ta nhìn vào chiếc Tera 100 này có cảm tình ngay từ lúc ban đầu. Chiếc Tera 100 này theo mình thấy là một sự lựa chọn tương đối hoàn hảo cho những ai có nhu cầu mua xe tải về để chở những khối lượng hàng hóa không quá nhiều và nó có thể lưu thông trong thành phố một cách thoải mái hơn. Và bây giờ chúng ta có thể đi một vòng quanh chiếc Tera này để xem thì ngoài phần ngoại hình xinh xắn ra nó còn có những điểm khác biệt gì không nhé. Vâng, mời các bạn theo tôi một vòng quay xe để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và những cái khác biệt so với các dòng xe tải khác. Vâng, và thưa các bạn, như vậy là chưa kịp đi hết một vòng mà chúng ta đã nhận ra tại sao nó lại có sự khác biệt và nó trông giống như một chiếc xe du lịch hơn, đó là về chiếc gương chiếu hậu. Như các bạn đã thấy đây, chiếc gương chiếu hậu được bố trí rất là chắc chắn và nó giống như một chiếc xe sedan gia đình. Một chiếc gương chiếu hậu được bố trí gập ra gập vào được, và đặc biệt là cái mặt gương của sản phẩm Tera 100 này có thể điều chỉnh được 4 hướng trái phải trên dưới một cách dễ dàng để phù hợp cho các chế độ ngồi lái của các bác tài. Vâng, vâng, thưa các bạn, như vậy tôi đã nói thì chiếc Tera 100 này sử dụng khối động cơ Mitsubishi 1.3 máy xăng của Nhật Bản, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi tìm hiểu và khám phá về cái sản phẩm động cơ Mitsubishi của chiếc Tera 100 này. Đây là khối động cơ Mitsubishi mà được trang bị trên sản phẩm Tera 100 này đây. Các bạn ạ, đây là động cơ Mitsubishi 1.3 máy xăng sử dụng hệ thống phun xăng điện tử rất mạnh mẽ và bền bỉ, công suất cực đại lên đến 109 mã lực. Một động cơ rất là mạnh mẽ và đã được lắp ráp trên cái chiếc Tera 100 này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì đối với một chiếc xe tải thì điều quan tâm tiếp nữa đối với các quý khách hàng khi quan tâm đến dòng xe tải đó là về phần thùng của chiếc xe.
Về phần thùng của xe Tera 100 thì tập đoàn Daihatsu Motor đã cho ra rất nhiều phiên bản thùng, và tôi nhớ không nhầm thì nó đã là 6 phiên bản thùng. Đó là Tera 100 thùng lửng, Tera 100 thùng cánh rơi, Tera 100 thùng kín, Tera 100 thùng khung mui bạt và Tera 100 thùng ben. Vâng, như bạn đã thấy thì bên cạnh tôi đây là chiếc xe Tera 100 thùng mui bạt. Về chiếc xe Tera 100 thùng mui bạt này thì tổng chiều dài của chiếc thùng mui bạt này là 2m8, chiều cao lên đến 1,54m và chiều rộng của nó là 1,6m. Và chiếc thùng mui bạt này thì hai bên thành thùng được dập inox dạng sóng, vừa đảm bảo độ cứng chắc rất là bền và đảm bảo độ thẩm mỹ, tạo cái độ thẩm mỹ rất là đẹp đối với một chiếc thùng của chiếc xe tải. Vâng, thưa các bạn, thì đối với chiếc thùng mui bạt này thì sản phẩm Tera 100 này thì đang được rất nhiều quý khách hàng quan tâm đặc biệt so với các loại thùng khác, bởi vì cái công năng sử dụng của chiếc thùng mui bạt này. Như bạn đã thấy thì về cái phần thùng mui bạt thì cái đặc điểm của nó bên trên sẽ là cái bạt và có thể tháo rời ra được khi mà tùy theo mục đích của từng công việc, từng cái khối lượng hàng hóa chuyên chở thì các bác tài có thể tháo rỡ thùng mui bạt này ra, hoặc có những cái khối lượng hàng hóa cần phải che bạt để tránh mưa tránh nắng thì ta có thể lại lắp bạt vào. Đó là cái công năng sử dụng của chiếc xe thùng mui bạt này. Chính vì vậy mà rất nhiều bác tài đang quan tâm và sử dụng và đầu tư cái về chiếc thùng mui bạt này. Và thưa bạn, tôi cũng nói thêm là cái chiếc thùng mui bạt của chiếc xe 100 này thì cái phần sàn thùng được gia cố rất là chắc chắn với 6 cái xương sàn ở dưới rất là dày, và được thiết kế gia công bằng thép U 40-40, hai bên là hai khối sắt xi dạng hình cong, độ dày của nó rất là cao, cộng với 8 cái thanh dằng ngang nối hai sắt xi này với nhau tạo nên cái độ vững chắc vững chãi của cái chiếc xe này để mà tải cõng được cái khối lượng hàng chuyên chở bên trên. Thưa các bạn, thì một phần tiếp theo mà tôi đặc biệt quan tâm và muốn giới thiệu với các bạn đó là phần nội thất của chiếc Tera 100 này. Chúng ta sẽ cùng khám phá phần nội thất của chiếc xe 100 này xem nó có khác biệt gì mà tại sao từ đầu đến giờ chúng ta hay vẫn nói nó là một giống một chiếc xe du lịch hơn là một chiếc xe tải. Xin mời quý vị và các bạn theo tôi. Ngồi trong chiếc trong phần nội thất cabin của chiếc Tera 100, và thưa các bạn đã thấy đây thì cái điều đầu tiên mà khi tôi ngồi lên đây là đập vào mắt tôi đó là chiếc cái đồng hồ của sản phẩm Tera 100 này. Đây là chiếc đồng hồ điện tử được sử dụng trên xe với hai bảng thông số chính, đó là bảng công tơ mét và bảng chỉ số vòng tua máy, ở giữa là bảng nhiệt độ nước và chỉ số kim xăng, đều tất cả đều bằng điện tử hết. Và đặc biệt nữa là trên chiếc Tera 100 này, đó là bên cạnh tay trái tôi đây, đó là cái công tắc chỉnh liền pha cốt xa gần sáng tối. Đây là một cái ưu điểm rất lớn đối với chiếc Tera 100. Điều chỉnh đèn pha cốt được điều khiển trực tiếp khi ta ngồi trong cabin của chiếc xe. Khác với các xe tải khác là ta điều chỉnh cơ khí ở phần cụm đèn pha. Vật nữa đối với chiếc Tera 100 này đó là cái phần táp lô. Mặt táp lô của sản phẩm này rất là được bố trí và sản xuất bằng cái nhựa cứng rất là chắc chắn, và được thiết kế phối màu rất là hài hòa hợp lý. Và điều đầu tiếp theo nữa là đối với chiếc Tera 100 này đó là cái phần tay lái của chiếc Tera này được sử dụng bằng nhựa mềm, giúp cho khi ta vần vô lăng cảm giác rất là mềm mại. Và chiếc Tera 100 này thứ bản nó đã sử dụng hệ thống công nghệ là sử dụng bốt lái điều khiển bằng điện, trợ lực điều khiển bằng điện rất là nhẹ nhàng khi ta các bác tài vận hành. Đấy, rất là nhẹ nhàng thoải mái và độ bền rất là cao. À, đặc biệt nữa của chiếc Tera 100 này đó là việc cái công tắc lên xuống kính của chiếc Tera 100 này đã sử dụng công tắc kính chỉnh điện, và đặc biệt là bên trái đã sử dụng chế độ auto tự động lên xuống một cách dễ dàng. Như đây tôi đang thực hiện đây thì tự động nó đi xuống rất dễ dàng và
tạo rất nhiều thuận lợi khi các bác tài qua các bút thu phí. Vâng, và một điều không thể không nhắc đến đó là chiếc xe Tera 100 này cũng đã sử dụng hệ thống điều hòa 2 chiều rất là mát, và với việc bố trí 4 cửa gió chính ở mặt khung táp lô đã giúp hệ thống điều hòa của chiếc Tera 100 này được lấy gió rất là nhiều. Cùng với việc có 3 công tắc điều chỉnh điều hòa chính như các bạn đang thấy đây, rất là thuận lợi trong việc điều chỉnh các hướng gió cũng như việc lấy gió trong gió ngoài, điều chỉnh độ lạnh, độ nóng. Với việc sử dụng hệ thống điều hòa 2 chiều của chiếc xe Tera 100 này đã được rất nhiều quý khách hàng đã sử dụng đánh giá rất cao. Như các bạn đã thấy thì xe tôi đang nổ máy và đang bật điều hòa, nhưng mà tiếng nổ của động cơ rất là êm. Các bạn có thể thấy cái ưu điểm của động cơ Mitsui sử dụng trên chiếc xe này, nổ rất là êm và không có khi bật điều hòa lên, tức là đã có tải, đã cảm giác máy nổ rất là êm. Đây, vòng tua máy đây, các bạn có thể thấy. Ngoài ra với việc bố trí rất nhiều hốc để đồ, phần táp lô có 2 hốc chính ở bên phải. Bên cạnh đó, việc đáp ứng nhu cầu giải trí của quý khách hàng cũng được đáp ứng phần nào với việc bố trí lắp đặt đài FM, cùng với đó là một cái cổng AUX đầu ra giúp các bác tài có thể thư giãn. Như các bạn đã thấy thì khoang nội thất cabin của chiếc Tera 100 này theo tôi được đánh giá là một khoang nội thất đẹp nhất trong các xe tải phân khúc dưới 1 tấn hiện nay, được thiết kế rất là hài hòa, hợp lý, tỉ mỉ từng chi tiết, phối màu rất là hợp lý. Tôi đang chạy trên chiếc Tera 100, cảm nhận đầu tiên khi nên chạy thử trực tiếp trên đường đối với chiếc Tera 100 này đó là cái tay lái của chiếc Tera 100 này rất là nhẹ, nó có thể đánh lái một tay hoặc là hai tay cũng được, nó cảm giác rất là nhẹ nhàng, thoải mái, số vào rất là ngọt. Đây là tôi vào các cửa số. Đặc biệt nữa là khi đây tôi đang để số 3, ngọt ga lên rất là khỏe. Đó là động cơ đã chuyển mô men ra cầu sau rất là khỏe, đánh lái rất là nhẹ nhàng. Đặc biệt nữa là cái điều hòa của chiếc Tera 100 này, khi ngồi đây hôm nay thì mặc dù thời tiết không nắng lắm nhưng mà tôi vẫn để số 1 nhưng cảm giác là rất là lạnh. Kết con Tera 100 này thì chạy thử trực tiếp thì mới cảm nhận được hết các tính năng và các của trên chiếc Tera 100 này. Quý vị và các bạn, như vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn thấy về toàn bộ cái chi tiết và cái bộ phận của chiếc Tera 100 thùng mui bạt này. Và một điều không thể không nhắc tới nữa là đó là giá của chiếc xe Tera 100 thùng mui bạt này có giá ra sao. Vâng, tôi sẽ thông báo với quý vị các bạn luôn sau đây. Giá của chiếc xe Tera 100 thùng mui bạt này đang có giá trên thị trường là 231.500.000. Với việc chỉ có 231.500.000 thì đây là một chiếc xe theo tôi được đánh giá là rất phù hợp với quý khách hàng đang có nhu cầu trong việc đầu tư và cho phục vụ cho công việc của mình. Và một lần nữa thì công ty chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và luôn ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.